Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ tư 24 tháng 5. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay em lên một số hàng new cho anh em. Thì cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ phí ship, hai code cầu kỳ em 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị cho 1 triệu dùm em, và phí code anh em 1 triệu. Ba là ở Sài Gòn thì anh em tới trực tiếp từ Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà, hoặc là gõ số điện thoại của em là ra. Hôm nay em tại sáng giờ em đi công việc, em không có làm mấy cái hàng mời thuốc cho anh em. Đây khoe cho anh em cái này nè, bắt đầu từ ngày mai soạn ra để lên với anh em. Khoảng 100 cây. Bắt đầu ngày mai em soạn, em lên từ từ cho anh em. Hôm nay là thằng Niu khác giờ em đi về cái đống đó. Rồi em vào việc ha. Đầu tiên em lên một con New 2017 đích lòi, xuất thị trường Nhật Bản, lề lối đẹp. Con này nó có hơi xước tờ nhẹ, loại bảo quản ha. Quên, cũng chưa kịp quay để quay từ từ cho anh em. Gục trùng 5 tháng nha anh em. Tình trạng new ha. Hôm nay là 24, đi 24 đi. Rồi lên mã số 2, một em hồng nam tính, xài cốt sơn tĩnh điện, cốt đồng sơn tĩnh điện 2022, tình trạng cũng new luôn. Không thích thì có thể xả bỏ con này, sẽ tính điện mà âm hay không rồi chán mà móc xả ra cốt đồng thành rác ha. Con này sẽ tính điện mà có âm ruột chung 5, tại chừng mấy thợ thấy gớm không. Thank you.
xịt, bút còn khá đẹp luôn. Con này về thì emblem này nó đi theo zip, nhưng mà không xác định được là emblem này là chủ cũ dán hay là sao nha anh em. Thì coi như em bao emblem này không zin ha. Thì em thấy emblem này nó cũng lạ, nhưng mà hàng về á thì nó có sẵn emblem. Emblem cá heo, bộ cá voi chứ, cá voi, cá là đẹp. Gột trùng 5 tháng 209, tình trạng new book luôn nha anh em. Đây con này em thấy nó lạ, trước giờ chưa gặp thì không dám bao. Con này để trưng bày cũng đẹp. Rồi em đưa một con solid brass. Solid brass nha anh em. Sản xuất 2022 luôn. Này chủ cũ này em thâu là của khách. Anh dán luôn cái buồng đốt luôn. Ruột trùng 5. Con này có mọc solid brass nha anh em. Có mọc solid brass. Được xả siêu tĩnh điện như con này nè anh em. Anh em xả ra nó sẽ như vậy nè. Và nó không ảnh hưởng gì tới lớp đồng gì hết nè. Tại vì nó xuất xưởng ra nó sẽ được bọc thêm một lớp sơn tĩnh điện như vậy. Thì mình dùng chai tẩy sơn á, tẩy ra, tẩy cái lớp sơn ra thôi. Thì con này nè nó tẩy ra cũng như vậy nè. Con này tình trạng là new luôn. Anh em về có thể là thích emblem gì đó, mình có emblem ở nhà mình sẵn mình dán thêm lên. Con này 52. Chặt đá luôn anh em. Đây nó còn phản phất lớp sơn ha. Ruột trùng 5 tháng luôn. Nó còn bám lớp sơn. Chủ cũ cũng thâu là
của khách chủ cũ xã Sơn. Này kiếm em lem lên dán cho nó đẹp. 2, 4, 5 ở số 5. 50. Rồi em lên một con satin đời đầu luôn, 599. Nó được ốp carbon, gọi là ốp carbon á, mặt trước ha, ốp này là zin hãng nha anh em. Mấy con này nêu thì nó không lỗi lầm gì đâu. Ruột tùng năm ha anh em, tình trạng nêu. Satin này đầu luôn á. Con này HB, chủ đề hai mặt. Sản xuất năm 2000 một kép. Giờ nó mất cái nắp, để em kiếm cái nắp khác cho anh em nha. 4 tháng 5 số 7. Vườn xuôi gió. Con này là được khách ăn mòn nha anh em. Anh em nhìn cái không? Cái này nó trũng xuống à. Là mốt anh em muốn biết khách ăn mòn hay là sơn hấp nhiệt á, thì lấy cái móng tay á, chỉ cho anh em những chưa biết phân biệt á. Anh em mà chỉ cần rờ xuống vậy nè, anh em thấy nó hủng xuống là anh em biết là nó là khách ăn mòn rồi. Mỗi giờ mình lấy móng tay mình rờ vô mà thấy cái lớp sơn nó dày lên, nó cứng lên á, thì đó là sơn hấp nhiệt. Chỉ những nét cơ bản cho anh em để anh em có thể là biết để phân biệt là các ăn mòn axit đổ sơn hay là in hấp nhiệt ha. Con này cũng thuộc dạng là nêu đẹp hoàn hảo, hầu như là không thấy xước thành nắp và buồng đốt luôn ha. Sản xuất năm 98.
một trùng năm. Cái này là em quên trời. Ngẫu quá. Chưa có đá. Thôi đó chưa có đá. Hôm nay đi cái mấy cái này lòng nhét tiêu luộc để nó chạy. Đi sáng giờ đi đâu có về rồi vừa về tới là quay. Con này giá cao một xíu nha anh em, nhưng mà nó chủ đề nó đẹp. Đúng 50. Rồi một con Budweiser của Jack Daniel. Em lên full nắp zin hãng à. Chủ đề rượu Jack Daniel. Sản xuất năm 98 luôn. Nắp bê rồi nó có hơi sức tơ nhẹ nè anh em. Chủ đề về rượu. Nó đẹp ha. Thành nắp chứ buồn đốt nó chưa xước. Con này nó có nè. Chắc không để lên con có con không rồi. Con có con không rồi. Cột trùng năm luôn. Ở đây nó xước ủ. Hàng niêu mà. Con này xuất qua thị trường châu Âu giá nó rất là cao á nè. Ở Việt Nam mình thì nó không được trọng dụng lắm, tại vì rất ít anh em thích chơi dòng emblem full nắp. Nhưng mà cũng phải vẫn giữ giá đúng giá của nó chứ không phải là vì vậy mà bán rẻ. Dòng này bên nước ngoài những anh emblem mà full nắp xuất thị trường châu Âu á giá rất là cao. Rồi em lên cho anh em. Rồi em giới thiệu lại, đang quay cái số cục điện thoại đó văng ra ngoài luôn. Mong anh em thông cảm. Quên á, thường em quay em tắt cái chế độ máy bay. Nay quên. Đây 65 thờ. Chắc cũng biết nhiều mà. Trước em lên, hôm trước em có lên là một con nó không có bút này nè. Rồi con này đẹp full. Con này là niêu hoàn hảo nha anh em. Cái này là keo á. Để lao lại chứ không phải bị xước luôn nha. Phơm của bên tẹt á nè, đầu bằng rít bằng. Và mọc là mọc chu niên, mọc kỹ chu niên. 3297 Anniversary Modern. Coi tình trạng new ha. Thành nắp và buồng đốt hầu như cũng chưa có xước xác luôn. Rồi con này cũng chưa. Con này nó lệch ruột 96. Em sẽ đổi ruột 97 niêu cho anh em trùng. Đi về thì nó bị lệch.
nhiêu lỗi tại chỗ cho anh em luôn. Bây giờ kiếm, giờ kiếm thì nó mất thời gian. Thì anh em chốt thì em sẽ đổi ruột 97 cho anh em nha. Đổi ruột 97 cho anh em. Còn cái ruột này nó đi theo máy về luôn á. Nó đi theo về luôn. Anh muốn lấy được ruột này thì lấy, còn anh em muốn đổi ruột 97 á thì em đổi. Set này là 2550 nha anh em, 2.550.000 cho một bản 65 thờ ha. Rồi em lên con này, con La Mã này cũng hay, cũng đẹp. Một em Antiwear Silver sản xuất năm 97, chủ đề chữ này được lắp đắp đỏ nha anh em, Green Rock Zippo Lighter. Tình trạng của nó là new bút nhựa. Con này trưng bày cũng hay, sử dụng cũng cũng hay luôn. Chủ đề nó được đắp nổi, chủ đề chữ của nó được đắp nổi. Thấy không? Hàng chữ nó được đắp nổi nha anh em. Rồi trùng năm. Như còn một cái ruột lẻ ngoài 97 thì để em đổi luôn cho anh em cái, cho cái con con 65 thờ đến để em kiếm lại liền luôn bây giờ. Con này 24 tháng 5, mã số mấy rồi, 2 4 6 8 10 11. Video tại đây ha. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký thì em xin một lượt đăng ký và một lượt like. Anh em nhớ bật chuông để thông báo, để có khi em lên video nó thông báo cho anh em ha. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều để luôn quan tâm đồng hành theo dõi kênh của em và ủng hộ em.
xin hẹn anh em ở video vào ngày mai. Giờ công chiếu của em là 19:30. Anh em nhớ đón xem. Dạ xin chào anh em và hẹn gặp lại.